Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kay và hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Blood. Các bạn thì ở clip lần trước mở ra cái Dragon Claw đúng không? Đó. Trời đất ơi, cháy chớp. Xui. Dạ. Đó. Thì lần này mình đã farm cho đủ full chiêu của Dragon Claw nha các bạn. Đây các bạn thấy ha. Đây đó. Full chiêu ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn chiêu thức của Dragon Claw và mình sẽ combo thử luôn nha các bạn. Mình combo thử với lại Mochi luôn, tại nãy giờ là mình ngồi mình tập combo các bạn, mình tập có Mochi đúng đã luôn các bạn. Combo kiểu liền luôn các bạn, không dừng luôn á, rất là đã ha. Thì lát hồi mình sẽ cho các bạn sau, bây giờ mình sẽ review cho các bạn trước về Dragon Claw ha. Dragon Claw này đánh thường y chang như Dragon Claw cũ luôn các bạn, thấy không, không khác gì luôn á. Đánh khó chịu vãi, farm kiểu khó luôn các bạn, đánh cứ bị nhích lên các bạn đó. Chạy rồi, chiêu Z đầu tiên ha, là lao tới. Chiêu Z thì nhiều bạn nào cũng biết rồi đúng không? Đó, lao tới nè. Đó, xong rồi chuyển ra một cái lửa xanh khá là ngầu ha. Chạy là xong ha. Tiếp tục, giờ mình sẽ tới chiêu tiếp theo. Theo đó chính là chiêu X ha. Chiêu X này nè, cái Ember Annihilation. Đó, Annihilation Ember. Đây. Đó, thì cái chiêu này là sẽ chưởng ra một con rồng lửa nha các bạn. Chưởng ra một con rồng lửa và khi mà chạm á thì sẽ có hiệu ứng đốt luôn nha các bạn. Đó là đã ha, đây. Cho bạn con rồng ha. Đó, nguyên cái mặt rồng đó. Rồng. Thì cái này sẽ hai lần đam nha các bạn, là khi các bạn mà đẩy đối phương á là mất một lần đam. Đẩy xuống đất cho bạn coi nè. Và khi mà đụng tường á hay là kiểu hết tầm mấy bạn. Hết tầm văng ra là hai lần đam. Đó là vậy. Đây. Đó phải không, hai lần đau rồi đốt luôn, khá là ngon ha. Rồi và chiêu cuối cùng đó chính là chiêu C, Infernal Vortex. À, phải không, nhìn ngầu hơn cái cũ ha, nhưng mà chiêu nó cũng y chang cũ các bạn ơi. À, đó là nổ ra mà nổ ngầu hơn thôi, cũng không có khác cái gì thì nổ bình thường đó các bạn. À, bình thường nổ lâu hơn một tí đúng không, bình thường nổ là phải xuống xong rồi nổ là thì xong rồi bị kẹt một giây nữa bạn, ước không được á. Mấy bạn hụt chiêu cái là đối phương sẽ bem mấy bạn liền. Còn chiêu C này là nó nhanh hơn một chút, nó và nổ đẹp hơn. Đó thì sơ Dragon Claw là vậy ha. Thì combo của Dragon Claw thì các bạn cũng thể combo chung được luôn, như là các bạn vừa xài đó chiêu này nè, đó xong các bạn xài kèm theo chiêu X, đó xong các bạn solo xài C, thấy không, solo xài C kế bên này nè. Đó, đây là combo đơn giản của Dragon Claw ha. Thì này cũng khá là dễ các bạn, và thêm một cái combo nữa không biết. Rồi nha. Cái thứ hai là các bạn có thể là đang đẩy chiêu X nè. Đẩy nha. Đó các bạn bấm Z liền luôn. Để có thể bắt chúng đó khui được nha các bạn. Cái này là mình bấm hơi nhanh á. Các bạn đợi chậm một tí nữa thì có combo chung được. Đây đây mình thử lại cho các bạn coi nha. Rồi nè. Gần tí nha. Đó các bạn Z vô. Ư ừ, là trời. Cái tự nhiên Z nó bay lên trời vậy. Ủa vậy? Ủa giờ. Sao mắc gì Z bay lên trời, đây lại nha các bạn. Đây giờ mình xài ship lock luôn cho dễ nha các bạn. Nhìn Z bay lên trời nè, đẩy nè. Đó bạn xê liền. Sao bay lên trời vậy? À bo combo thử cho coi. Cái này mình nãy của mình có làm rồi bạn, đó phải không? Đó là đang bay là có thể giữ được luôn mà sao bay lên trời ta? Combo dở với gì ta? Là mình đẩy sai ta, từ lại. Đây đẩy nha. Ờ, chứ cứ bật ra hai kia né. Lại nha. Ôi, toàn không vậy? Toàn mất một tí khóc bây giờ. À, đó, đúng rồi bạn ơi, được. Ê. Cái lớp, cái lớp. Ừ đó, còn tí nữa để sẽ đi. Đó bạn không được rồi nè. Tao kiểu phải góc chuẩn tí chứ mình mà nghĩ hướng lên vậy đó bạn là cái chiêu Z nó cứ bay lên trời à. Kiểu thiệt không có. Đó là vậy. Đó thì sơ thì combo là vậy các bạn. Thì khi mà cái chiêu Z này bắn đẩy ra thì các bạn có thể solo tại C. Đó thì có hai combo của Dragon Claw vậy thôi nha các bạn. Là một thì lúc đầu mình nói đó là đẩy. Ở lộn, một là đây chiêu này xong rồi đẩy ra đúng không? Kết hợp với lại cái đẩy này rồi dịch chuyển tới xong xài C đúng không, là một. Cái thứ hai thì nãy mình mới thử các bạn, đó chính là đẩy. Đang lúc đẩy thì các bạn giữ lại bằng chiêu Z. Đó xong rồi chiêu Z vừa đẩy ra thì các bạn cũng solo xài C. Đó là một trong hai combo của mình nghĩ ra thôi nha các bạn. Cái đó là do theo ý kiến
Hình như bạn thì các bạn có thể làm nhiều cái xịn gọi là chọn mình nhiều đúng không? Còn tạm thời là nghĩ combo Dragon Claw có hai cái vậy thôi à. Mình cũng chưa biết nghĩ gì thêm hết á. Thì mình có nghĩ thêm là mình có thể combo chung với lại chiêu của Mochi khá là đã luôn nha các bạn. Lát không mình sẽ lát bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi. Đây để mình thử cho các bạn coi nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ combo Mochi với lại cái Dragon Claw này cho các bạn coi ha. Nhưng mà mình vừa có một phát hiện mới á bạn. Ở cái chiêu ít này đã bạn. Không phải là một đường thẳng đâu nha bạn. Nếu các bạn chịu đường thẳng này là bình thường đúng không? Đó. Còn bây giờ các bạn cũng có thể gọi là điều khiển con rồng này bay lượn xung quanh nha bạn bằng cách các bạn chỉ con chuột á, giống như King Legacy các bạn. Cũng cũng giống King Legacy thôi, đúng rồi. Kiểu kiểu dạng á mà vậy các bạn. Đó. Kiểu dạng dạng giống King Legacy mà xài cái củ Phoenix á, bắn ra con phượng hoàng xong các bạn di chuyển cái là phượng hoàng bay lùm lum đúng không? Đó là vậy. Sớm á. Đây đây các bạn nhìn nha. Đây. Có phải không? Có phải không? Mình có thể làm nó cong cong một vòng luôn, bạn nào đỉnh á. Đỉnh mới gọi đó đó. Nếu mà đỉnh nữa là có thể cong vô chỗ của mình đứng luôn á bạn, là các bạn combo ngay chỗ mình được luôn. Đúng không? Khá là đã chỗ đó đó là vậy. Sao mình thử nha, mình thử nha. Ủa quay nhanh. Đó bạn. Ui quay không có kịp. Tại mình chỉ xuống đó các bạn. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quay đó. Vậy là phải ngước lên trời hả? Tiếp lóc hả? Cái gì? Tiếp lóc nó vậy từ từ thử nha, thử nha, thử nha, thử nha. Đó hả? Ui, quay lại ngược ngay mình luôn nè, bạn thấy chưa? Đó. Nhưng mà ship lóc vậy là sao combo? Lúc mình quay giờ mình giữ mình quay vòng vòng rồi đâu combo được làm cho đẹp hết đó đó làm cho đẹp ở đó đây rồi mình thử vô bo cho bạn coi nha nè đó phải không nè kiểu này đó phải không là mình đưa bo qua tới đó luôn đó khá là hay ha cái chiêu dép này có thể làm gọi là rồng 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 lộn bay tùm lum tà la được luôn đây mình bay trên không cho bạn coi nha đó phải không ó khá là hay luôn cái chiêu này các bạn có thể gọi là đỉnh cao hơn mình nữa là có thể kéo kéo đối phương lay ngay cái chỗ mình luôn đến vương về ngay chỗ mình luôn là combo luôn cũng được đó là vậy đó là hay không nhưng mà cái này là mình ngước 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 lên hơi quá là con rồng sẽ bay xuống đất các bạn phải ngước gọi là sao ta như vậy nè đó mình quẹo thử nha giờ quẹo thử nha quay quay nè giờ quay thử vòng tròn không có được không có được đó đâu bo quay thử không bo quay thử cho coi coi tại mình quay không có được các bạn bo ship lock á thì mình sẽ thấy nó rất là đẹp ha. Nếu mà bo ship lock thì bo sẽ không có thấy cái rồng bay như thế nào nhưng mà người khác sẽ thấy. Đây các bạn nhìn nè. Có phải không? Bay đâu vậy? Bay bên này đi, bên góc bên này đi. Góc này nè, quay cho đẹp cho các bạn coi nè. Đúng rồi, góc đó đi bà. Đây. Đâu, lượn rồng thử coi. Đó, múa múa rồng, múa rồng, múa rồng. Đó, không bay vậy nè, bay ngược lại vậy nè. Ngược lại vậy nè. Ờ từ đây ngược qua đây nè, chứ không phải ngược lại bên kia. Đâu múa rồng coi coi. Đó, vô. Rồi bay thẳng luôn rồi khó lắm thấy chưa nói chung là cái chiêu này khó phải luôn bạn nãy giờ mình với bo ngồi mò mò để làm sao mà kéo đối phương vòng lại một vòng ngay chỗ mình đó bạn là vòng nguyên một vòng lại ngay chỗ mình kìa nó mới khó khó đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi vậy được á nhưng mà ship lock đúng không ship lock thì chịu rồi ship lock thì khó lắm bạn ơi không dễ đâu đây 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 mình thử nha đó ui quay mình quay lại bo mình quay được bo tới đây thôi bạn ơi là mình ráng thẳng thôi mình quay bo tới đây à đó giờ ship lock sao đánh đâu 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 ngước lên đúng không từ từ thử lại nha thử lại à rồi 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 giữ chuột vậy đúng không đâu giữ chuột quay vậy đúng không ok đâu quay đâu quay bữa thôi được rồi bạn ơi rồi 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 thì sơ sơ là vậy đó bạn ơi khó lắm nói chung cái chiêu này thì các bạn nào gọi là hay đi săn bb á thì các bạn có thể học làm phụ thu 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 gọi chung là bếp đó bạn thì mới ra. À, bây giờ mình sẽ thử combo của cái Dragon Claw với lại Mochi cho các bạn coi nha. Khá là hay luôn á. Đây. Thì combo đầu tiên đơn giản nha các bạn. Đây là combo dạng là một sao đi ha. Combo một sao mà mình nghĩ ra. Combo một sao mình nghĩ ra là các bạn chỉ cần đẩy chiêu Z của Dragon Claw này, sau các bạn bắt bằng chiêu X của Mochi cho mình nha. Đây, thử nha. Đó bạn không? Bóc bóc áo biết biết liên tục. Lại hồi nãy thử đàng hoàng được nha cho vô clip không được ta lại để họ chết hơi hơi fail tí bạn ơi hơi fail đứng gần tí đi đây ơ đây đây cái gì mà văng thuộc lịch trên vậy trời cái gì mà văng dữ vậy em hỏi văng dưới đất thôi đây đây chắc ngước xuống nha mày mình ngước xuống đi ngước xuống mới dễ thấy được ngước lên khó thấy quá đây 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 đó phải không đó bắt chúng luôn thấy chưa bạn thấy không hay ha đó đây là một combo gọi là đơn giản thì các bạn có thể cũng có thể làm được
Và combo khó hơn là đây, khó hơn là các bạn thêm một chiêu ít cho mình nha, giống hồi nãy mình nói đó, các bạn xài ít đó xong rồi giữ đối phương lại đó, đẩy đối phương ra xong giữ đối phương lại xong bắt bằng chiêu ít cho mình nha. Đây là kiểu kỹ thuật 2 sao, nói chung nhớ banh quá ha, giống nó banh ghê á. Đây là kỹ thuật 2 sao, đây đẩy nè đó, xong giữ đối phương lại, bắt ở bài chưa, nếu mà bắt chuẩn nữa là trúng luôn á, bắt chuẩn luôn á là trúng nữa là được ba kill trúng rồi đúng không đó, 3 kill trúng liền luôn. À vậy thì cái đó là bạn nào nhanh tay hơn mình hoặc là canh chuẩn hơn mình là sẽ được, kiểu mình chỉ là người nghĩ ra thôi các bạn, còn combo được thì tùy các bạn đó. Giờ mình lại nha, ủa hôm nay mới tối mà sao sáng nhanh vậy, đây lại nha, đẩy nè đó, xong giữ bằng ít rồi lắc rồi đúng không, ồ lên 400 bên hàng chi, tại vì mình nhấn Z liên tục các bạn không có xài á là mình biết lắc liền luôn. Với lại hiện tại là nếu mà lắc là combo này cũng khá là khó các bạn, tại combo nhanh mà, combo nhanh tay liền mà, kiểu nếu mà lắc nữa là không có combo vậy được đâu. Đó là vậy. Rồi thử lại nha. Đó bắt. Đó. Ủa. Gì vậy? Lắc vãi. Lên nhiêu binh nhở? Trời 400 binh rồi. 400 binh là lắc rồi nha các bạn. 400 binh là các bạn bấm cỡ 1 giây sau mới ra chiêu á. Phải 200 kìa mới mượt, 200 mới gọi là mượt, 200 giờ xuống mới mượt. Đó thử lại lần nữa nha, thử lại lần nữa nha. Thì nếu mà không được thì các bạn cứ thử đi ha. Tại đây là mình thử rồi, lúc mà mình thử không lắc á thì được. Rồi đẩy ra lại nè. Bắt. Đó. Ui chiêu chiêu chiêu. Các bạn lắc quá nhưng không có vô chiêu. Khó chịu thiệt. Đó, nói chung là vậy ha. Đó combo 3. Thì bây giờ combo gọi là combo BB, combo làm đối phương đứng im luôn á là sẽ như vậy. Thì hồi nãy như mình nói ha, thì các bạn xài mình đẩy cái Dragon Claw ha. Đây. Mà sợ bó toang á. Từ từ, sợ bó toang á bạn. Đây nha. Là bây giờ mình nói trước đi ha, bây giờ đợi qua hồi máu là mình đẩy cái chiêu ít nè. Lúc đó nó đang bay từ từ đúng không? Là các bạn solo tới. Xong các bạn giữ V Mochi lại cho mình nha. Đó, giữ V của Mochi lại. Xong kéo lại gần mấy bạn, xong các bạn xài Z của Dragon Claw. Đó, Z Dragon Claw rồi sao gì nữa? Xong rồi các bạn xài với lại chiêu ít này, xong rồi xài C. Hợp lý không? Hợp lý chưa? Đỉnh luôn á, cái này là mình nói miệng thôi bạn, làm khó. Nói miệng thì dễ. Đây giờ mình thử nha. Tại vì mình cũng chưa có quen tay lâu quá mình không bê bê các bạn. À, đẩy ra nè, đó. Đó các bạn solo. Giữ lại Mochi cho mình, đó giữ lại Mochi giống vậy nè. Đó trong xài dép. Bắt lại. Bắt. Sao bắt khùng hoài vậy? Mình nhớ chỉ chúng mà đó, xong bắt lại. Bắt lại xong rồi là lúc đó là đối phương sẽ kiểu bị đứng mấy giây các bạn. Đó, xong các bạn có thể tài C thêm cái gì đó cũng được. Nói chung là tùy mỗi người combo các bạn. Cái này là mình nghĩ ra chơi thôi mà. Đó, mình nghĩ ra combo chơi cho các bạn thử thôi. Còn nếu mà không ngon, không bê được thì chịu nhé bạn. Thì các bạn có thể làm những trái khác. Đây, giờ mình đẩy lại nha. Đẩy bo ra bên này đi. Đó, đẩy chiêu ít nè. Đó, dịch chuyển tới xài V. Đó, thấy không? Giữ đối phương lại vậy nè. Ở trong xài ít lao vô. Đó, không xài chiêu Mochi. Đó. Mình chỉ thẳng trên này nha các bạn, thấy không? Mà sao cứ bắt đâu bên này nè. Đó, thì bóc. Nếu bắt chúng Mochi nữa thì các bạn có thể xài một cái cây kiếm gì đó lướt vô các bạn. Thì kiếm gì đó lướt vô, xài C này nữa nè. Đó là combo đẹp luôn. Đó là vậy, thì cái này là mình chế ra thôi nha các bạn, combo mình chế ra vậy thôi. Nên có gì các bạn thông cảm ha. Đó, combo này mình nghĩ ra xàm. Đó, cái hồi nãy mình, ôi từ em. Cái gì vậy? Ui, lắc, oh. Ui các bạn thấy lắc không? Nè, giờ mình bắt ép rồi đó, nè mình thả rồi đó. Mình thả rồi mà chưa hết nữa phải không, kiểu lắc á. Mình combo với bạn khó lắm, lên 500 binh rồi kìa. Đó là vậy. Thôi thì ở đây là cái combo mà mình gọi là mình nghĩ vu vơ ra, nãy giờ mình ngồi mình chơi các bạn, mình ngồi mình suy nghĩ ra combo của Mochi và Dragon Claw cho bạn coi thôi. Combo này các bạn thấy cũng khá là hay ha, kiểu vừa đẩy ra xong bắt về xong rồi kéo lại kéo về Mochi lại xong bắt ra đẩy cái kiểu khá là gọi là combo khá là xịn sò đó chứ. Đó thì mình nghĩ là combo này có thể là không sang OT được đâu, tại vì mình nghĩ chơi mà các bạn, nghĩ combo chơi cho các bạn coi thôi rồi ha. Thì chắc mình nghĩ là clip tới đây kết thúc được rồi ha. Thì các bạn nào mà thấy hay cho tay một subscribe của mình có động lực clip hay nữa ha. Và nhớ đăng ký giúp mình nhanh nha để thấy được cái sớm để mình quay cho bạn coi ha. Bây giờ thì bye bye.